Rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên báo Lao động. Thưa quý vị, trong hôm nay thì nắng nóng đã trở lại ở hầu khắp các khu vực của Bắc Bộ. Dự báo ngày mai, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng, trời ít mây, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2 đến cấp 3. Do địa hình cao thì trong ngày mai, khu vực Tây Nguyên sẽ phổ biến nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông. Riêng phía Nam của khu vực này thì có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông thì còn có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên được dự báo còn khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Người dân ở khu vực này thì cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn thì có thể gây ngập úng tại các khu đô thị. Dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin về thời tiết biển. Trong đêm nay và ngày mai thì ở vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão. Vùng biển từ Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía bắc của khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa thì có mưa rào và dông mạnh. Về tình hình thời tiết tại thủ đô Hà Nội, trong ngày mai, nhiệt độ tại thủ đô tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt dao động trong ngưỡng từ 24 cho đến 35 độ C. Thời tiết cũng tương đồng với thời tiết chung ở Bắc Bộ khi phổ biến ít mây, không mưa, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2 đến cấp 3. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết của Báo Lao Động. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.